xem có tiếng chuông nhắc lại hay không. Nghe thấy tiếng chúng không? Có, tôi nghĩ vậy. Tôi cho là chúng ta gặp mày rồi đấy. Giờ thì chúng ở sát rồi đấy, ở ngay đằng kia. Cô có thể dụ chúng đến với mình chứ mất 6 lần nữa. Và tôi cho cô những con sâu này. Nếu cô có thể sát một lần nữa, thì xuống hay chúng không sợ sẽ... thì cô có thể cho chúng ăn chỉ con sao mang không sao cả. Được rồi, cảm ơn mình đi. Hãy xem kìa, tôi đã cố gắng với 6 vợ chúng. Bà biết không, tôi đã nghĩ việc này sẽ thật là khó khăn. Tôi đã quýt 6 gọi lũ chim bắt lên. Vậy là thử thách của tôi đã hoàn thành.